Kamen Rider Revive tập 47 sau trận chiến với Gip, cũng như sức mạnh và điều kỳ tích mà tiến sĩ Jure đã từng nhắc tới gia đình Igarashi. Họ đã tạo được nó và đánh bại hoàn toàn Gip. Tất cả mọi người đều quay về cuộc sống an bình. Và đây là một điểm nhấn cực kỳ lớn của Kamen Rider Revive tập 47 cũng như toàn bộ series. Do thời lượng của Kamen Rider Revive có vẻ dài hơn so với những series trước, nên chúng ta mới được ngắm nhìn những khung cảnh sau khi chiến thắng. Thì những người đã từng henshin trở thành Kamen Rider, họ sẽ làm gì trong cuộc sống hiện tại? Tất cả mọi người đã có công việc mới. Bình thường thì chúng ta tới đoạn này, phim đã gần tới hồi kết, nên chúng ta sẽ không được quay những phân cảnh này, chỉ quay tới phân cảnh thế giới hòa bình thì mọi thứ sẽ chấm hết. Nhưng tất nhiên thì còn phim thì sẽ còn kẻ thù mới. Vậy kẻ thù lần này sẽ là ai? Như một tuần chúng ta sẽ cùng điểm qua những hình ảnh trong đoạn trailer. Trước khi bắt đầu những hình ảnh được leak ra nào, hình ảnh trong đoạn trailer thể hiện gia đình Igarashi đang bắt đầu sống hàng ngày của họ. Cha Whisky Genta cùng với mẹ của anh ấy tham gia cũng như thực hiện thử thách để quay TikTok hay YouTube gì đó của họ, như từ rất lâu của gia đình Igarashi đã làm như vậy rồi. Tiếp đến là phần Sakura cũng như Daiji. Trước đây thì Daiji làm được chiếc Phoenix, nhưng hiện tại có lẽ Phoenix đã giải tán và đang mặc một bộ đồ bình thường. Có lẽ anh sẽ xin vào một văn phòng nào đó, cũng làm những công việc vô cùng bình thường mà thôi. Anh đã cảm ơn vì món ăn buổi sáng của mẹ, sau đó thì rời đi trong sự vội vã và tấp nập của cuộc sống tại Nhật. Kế đến là khung cảnh của Sakura. Cô ấy đã quay về với ngôi trường học của mình, nơi này chúng ta đã từng một lần được chứng kiến, đó là lần mà tên Dung Dẹp, một trong những Desmond đời đầu, đã tấn công nơi này. Chúng ta đã gặp được những người bạn Sakura tại ngôi trường cô ấy. Một thời gian dài sau khi nhập quốc kinh thì cô ấy cũng không muốn đi học nữa. Chưa kể lúc đó thế giới còn đang bị rối loạn bởi tổ chức Phoenix, khi họ muốn chiêu mộ tất cả những người dân vào một khu đô thị mới, hay chúng ta biết tới cái tên gọi Ararat, để bảo vệ mọi người trước sự tấn công của Gip. Nên thế giới khá hoảng loạn, có lẽ vì vậy mà việc học của Sakura cũng có một phần gián đoạn. Nên bây giờ cũng mới trở lại. Và trên đường bước ra khỏi nhà thì cô ấy đã gặp một người tuy lạ mà quen thì đúng hơn, đó chính là Hana Alula. Cách ăn mặc này thì có lẽ như Hana, tuổi tác của cả hai không giống nhau, nên Hana sẽ có công việc riêng của cô ấy, chứ không tiếp tục việc học giống như Sakura. Dù sao trước đây thì cô ấy cũng là một công chúa, người sẽ được kết hôn với Gip, nên chúng ta vẫn chưa biết tuổi chính xác cũng như việc làm của cô ấy tại thế giới này. Trước kia thì cô ấy được nuôi dưỡng từ bé, nên công việc của ấy có lẽ sẽ khá khó khăn. Với mối quan hệ tại Wicking cũng thì việc tìm công việc thích hợp cũng không phải là quá khó với Hana. Cuộc gặp gỡ cả hai. À, mình quên còn phần của Daiji. Với tâm trạng của Daiji hiện tại thì liệu Kagero xuất hiện trong công việc của anh ở thời điểm hiện tại không? Điều đó có khả năng làm cho mọi thứ thú vị hơn, khi Kagero sẽ là một phần tính cách vô cùng quan trọng của Daiji trong con đường sắp tới. Phần của Tamaki cũng như Hikaru thì cũng không có nhiều điều đặc biệt. Họ có lẽ sẽ trở thành đôi bạn thân giống như cách mà Hana với Sakura đang trở thành đôi bạn thân như vậy. Kế đến là hình ảnh của Hikaru cũng như Hirumi đang thu dọn Wicking. Hiện tại thì tất nhiên người thống lĩnh Wicking chính là Hirumi, vì chẳng còn ai ở đây cả. Tất cả mọi thứ trong tổ chức Wicking đang được thu dọn như thu xếp và dời đi nơi khác. Có lẽ như họ sẽ không cần những món đồ này nữa. Do Gip đều bị đánh bại hoàn toàn thì mục đích Wicking cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Và câu nói quan trọng nhất của Hirumi đó là anh ấy sẽ không tới nhận nó hay sao. Có lẽ đó những kỷ vật của tiến sĩ Wicking ông ấy muốn để lại cho Jure. Nhưng hiện tại Jure đang chìm đắm trong một thí nghiệm gì đó liên quan tới Chimera River, nên anh ấy không có thời gian đến cả trận chiến cuối cùng với Gip, và anh ấy còn chẳng thèm bận tâm. Thì một số di vật này chẳng là gì đối với anh ấy cả. Phần Whisky thì anh ấy sẽ gia nhập vào Whisky Âm hay chăng? Đây là một nơi khá quen thuộc, cũng như hiện tại sẽ gắn liền với lại tương lai của Whisky. Vì dù sao Vai cũng chính là một ca sĩ và cũng là người lồng tiếng chính cho Vai, nên việc Whisky tham gia chương trình ghi âm cũng như hoạt động chính thức trong nghề nghiệp này cũng có khả năng rất cao. Kết thúc như vậy có thể xây dựng rất tốt hình ảnh Whisky, chứ không phải là một người hùng vô nghĩa, chỉ biết chiến đấu mà thôi. Sau khi kế thừa phòng tắm hơi cũng như những hình ảnh trong đoạn trailer, có lẽ như cha nấy đã đưa ra quyết định con hay đi hay đam mê của mình, chứ thay vì ở đây để kế nghiệp và tắm hơi. Tất cả những thứ yên bình sẽ kết thúc khi chưa được quá lâu Vai đã henshin và có một trận chiến với ai đó, đến cả có sự tham gia của Infinity Line cũng như Jenny ở hình dạng cơ bản. Kẻ thù này của họ thật sự cũng không yếu gì cho Cam. Hắn ta lộ diện với câu nói tất cả mọi thứ đã hoàn thành rồi. Hắn ta là ai với gương mặt kỳ lạ bất đối xứng, tông màu vàng cũng như đen đặc trưng của hắn, đôi mắt hình tam giác. Hắn ta thực chất chính là Karazuga, thứ mà Jure đang cố gắng hoàn thiện dựa trên Chimera River. Hình tam giác cũng có thể biểu tượng cho sức mạnh cũng như những cái ống mà Chimera sở hữu. Khả năng cao nhất của nó là từng được chiến đấu chính là Shrine Chimera, tổng hợp 3 loại vật lẫn nhau tạo thành Kamen Rider Diamond. Và đó cũng là những gì có trong đoạn trailer của Kamen Rider Revive. Trận chiến giữa gia đình
Igarashi cũng như Camaro mới Suga. Trong những hình ảnh được leak ra trong tuần này, chúng ta thấy được điều gì? Đầu tiên là ngoại trừ hình dạng Holy Light cũng như Jenny tham chiến, chúng ta chưa hề thấy Ultimate Trevi tham chiến mà chỉ thấy Ultimate Vi mà thôi. Có lẽ như Vi mới chính là mấu chốt của tất cả trong chương cuối cùng của Revive, khi anh là ác ma và anh sẽ giúp cho Jure thoát khỏi cái bóng của cha mình, hay chính xác hơn chính là cái bóng của Shit, ác ma của cha nấy, kẻ ám ảnh nấy cả một thời tuổi thơ đến tận bây giờ. Và anh ấy thật sự muốn hoàn thiện Chimera River, tạo thành Suga River để chứng minh rằng bản thân đã vượt qua cha mình, hay đúng hơn là vượt qua Shit, mà anh ấy vẫn lầm tưởng đó chính là bản ngã của cha mình. Tất nhiên thì cũng rất nhiều người đã bị Kaoru Suga đánh bại trước khi Ultimate Vi cũng như Jenny và Evility Light tới tham chiến, và nạn nhân xấu số đó chính là Hana cũng như Julio. Có thể là nhóm người đoạn trailer sau khi cuộc gặp gỡ của hai người này kết thúc với Sakura và Hikaru thì họ đã gặp nhau. Julio đã cố gắng bảo vệ Hana bằng hình dạng Over Demon khi cô bị tấn công bởi Kaoru Suga. Hana đã cố gắng chống cự bằng Kaoru Aurora nhưng tất nhiên vô vọng. Hình dạng này thì chúng ta có thể tưởng tượng đơn giản, Kaoru Suga giống như bản nâng cấp của hình dạng Kamen Rider Revive Barrick, khi nó sử dụng lại tất cả những Vistum cũng như khả năng không thiên về nguyên tố như Thunder Gale hay là hình dạng Volcano. Nó sẽ là tổng hợp sức mạnh giống như sức mạnh của Kaoru Barrick, ngoại trừ khả năng dùng băng nhé. Và mình đã nói trong đoạn trailer, hình ảnh Kaoru Suga sẽ được dựa trên hình dạng của Kaoru đầu tiên của thời đại Heisei, đó là Kaoru Kuga, giống với tên gọi của Suga, và hình dạng anh ấy lựa chọn là Ultimate Kuga hoặc Rising Ultimate gì đó. Chúng ta được hé lộ thêm một số hình ảnh liên quan tới Jure, đó là lúc mà anh bị Hiyumi ngăn cản lại. Có lẽ như sau khi tên Rider này tấn công và biến mất ở đoạn đầu trước sự ngỡ ngàng của Ultimate Vi, Hiyumi đã biết kẻ biến thành Rider Suga này là ai. Anh ấy đã đến và ngăn cản Jure, nhưng tất nhiên tất cả đều bất thành. Bản mặt của Kaoru Suga nó cũng giống như hình ảnh của Jure ở thời điểm hiện tại, đó là sự mất phương hướng cũng như mất cân bằng trong cả hai. Điều gì mới là quan trọng, ước mơ của bản thân hay chính là đánh bại người cha của mình? Tâm trạng của Jure cũng rất rối rắm như vậy. Mình rất hy vọng là Jure sẽ có bước phát triển quan trọng trong series này. Do chúng ta không được xem movie nên chúng ta không hiểu được mối ảnh hưởng của tên Cheat đối với lại Jure, nên việc anh ấy thay đổi tính cách như vậy khá là khó chấp nhận đối với mình. Và điều đẹp nhất mình vẫn nghĩ có thể một tên ác ma trong người của Jure sẽ được tạo ra, cũng như Vi giúp anh ấy hiểu thấu hơn về tất cả mọi chuyện. Mục đích của Jure hiện tại cũng khá đơn giản, đánh bại cha mình và chứng minh rằng không có ác ma thì tôi vẫn thể tạo chiếc Driver, cũng như một Kamen Rider hoàn thiện và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì mà ông từng tạo ra. Ví dụ anh ấy có tạo ra Revive Driver hay là Two Side Driver đi chăng nữa, tất cả mọi thứ đều dựa sức mạnh của ác ma. Demon Driver, nhưng dù sao thì Demon Driver cũng là tác phẩm mà cho Jure tạo ra để phong ấn Veil, nên điều gì đang chất chứa trong đầu Jure trong những tập cuối Kaoru Revive? Đó là cảm nghĩ của mình. Thanks for watching. Rider Kiss. Bye.